Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm một chiếc súng hơi tự chế nha. Rồi, nguyên liệu cần có thì chúng ta cần chuẩn bị như hình nhỉ. Một đoạn ống phi 21 này, một đoạn ống 27, một chiếc báng súng mình đã làm sẵn rồi này. Báng súng này thì mình đã tiện một cái lỗ bên trong này là lỗ phi 27 này, một cái rãnh ở đằng trên này, rộng và sâu 1 cm này. Đó, bên trên này mình có khét một chút ra để làm chiếc cò bắn súng này. Đó, tiếp theo đây là những chi tiết dưới này thì đây là chi tiết để mình làm một chiếc bầu súng này. Đầu gen trong gen ngoài, hai cái này là gen trong gen ngoài 60 này, nắp bị 60 này, ống thu nối từ 60 về 27 này, đầu thu 27 về 21 này, và chiếc góc 21 này. Tiếp theo một chiếc bơm bóng bay này và một chiếc IC. Ở đây thì mình dùng IC của bếp ga này. Đó, IC này thì nó khá là mắc tiền. Đó, tiếp theo đó là một chai cồn nè. Thêm nữa là một hộp này mình sẽ là đựng bi. Bi này là bi ở bánh trước xe đạp chưa. Đó, đây bi bánh trước xe đạp nè. Thêm nữa đó là một chiếc, đây là mình dùng để làm chiếc nòng súng nha. Các bạn hoàn toàn có thể dùng chiếc ống 21 ở bên trên kia để các bạn làm nòng súng ra. Hoặc là mình dùng lòng bé tí nè. Đây là vừa viên bi bánh trước xe đạp đấy, nòng bé thì lực sẽ mạnh hơn nhá. Đây là mình dùng cái nòng của mình. Đấy, còn các bạn có thể có cái nòng khác thì các bạn có thể tự thiết kế cho mình cái nòng to bé thì tùy kích thước các bạn bắn nhá. Rồi mình sẽ bây giờ kết nối, đầu tiên thì mình sẽ kết nối chiếc bầu súng nè. Đầu tiên về chiếc phễu này thì các bạn dùi cho mình hai lỗ ở bên trên này. Một lỗ thì để vừa chiếc van xe đạp này. Van xe đạp này, tác dụng của cái van xe đạp này là để bơm hơi vào trong nhá. Để lấy hơi vào bên trong bầu súng này. Đây van xe đạp này. Thế là chuẩn bị cho mình một chiếc ống 1/4, chiếc khóa 1/4 này. Đó, khóa này thì mình cũng dùng một lỗ ở trên, mình lắp bên trên này. Tác dụng của nó là mình mở ra mình đổ cồn vào nhá. Mình mở ra mình đổ cồn vào, sau mình khóa nó lại sau đó bơm hơi vào để bắn. Tránh trường hợp mình phải xoáy ra xoáy vào cái gen này. Mình phải xoáy ra xoáy vào nhiều lần nhé, chỉ rất là mất thời gian. Ống 1/4 các bạn quấn cho mình ít băng tan và sau đó thì nhỏ keo vào cho chắc nhá. Và tiếp theo đó là cái van xe đạp này, chúng ta nên độn cho mình cái lớp cao su này, lớp cao su bên trong và bên ngoài, xong chúng ta gắn vào đây để tránh trường hợp nó bị hở hơi hở khí nhá, lắp cho nó kín nhá. Rồi sau khi chiếc phễu trên mình dùi hai chiếc lỗ lắp xong van hơi và van để chúng ta bơm cồn vào rồi, thì chúng ta lấy cho mình chiếc phễu này, chiếc đầu rồi nối gen này, cần dùi cho mình hai lỗ chéo ở trong này, bắt vít vào nhá, hai bắt vít chéo vào trong này. Để lát nữa chúng ta sẽ làm đầu đánh lửa nhá, hai con vít bắt chéo nó vào nhá, bắt chéo vào nhá, hở ra một chút này. Để nó sẽ đánh lửa qua lại với nhau nhé. Rồi các bạn bắt vào như hình cho mình nhá. Để nó hở một chút bên trong này. Đó. Đây này. Đầu này các bạn để thừa một tí thì tí nữa chúng ta đấu dây điện nha. Rồi mình đã gắn xong hai nửa chiếc bầu xuống lại với nhau rồi. Nửa trên này. Các bạn gắn cho mình thật nhiều keo vào nhá, cho chắc chắn rồi nhá. Rồi và đây là nửa dưới này. Lý do vì sao mà cái bầu của mình đang gắn như thế này, tại vì mình đã cắt bớt nó đi rồi nhá. Có nghĩa là khi mà các bạn trước khi lắp ấy, những cái gen trong 60 này, gen ngoài 60 này, cái bịt 60 này, hoặc là chiếc phễu nối 60 về 27 này, thì bạn cắt đi cho mình khoảng 2 phân nhá. Mỗi thứ cắt đi cho mình khoảng 2 phân thì cái bầu nó sẽ gắn đi và nhìn sẽ gọn và đẹp hơn nhá. Đó, nhìn nó khá là ngắn thôi, nó không dài lắm. Đó, sau đó thì các bạn nối cho mình thêm là một đoạn nối vào đây. Gắn đầu thu 27 với 21 này. Và gắn đầu 21 lên trên này, gắn vào báng súng này. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn chiếc bầu này vào chiếc báng súng này. Đó, cái lỗ này chúng ta để là lỗ 27 này, thì vừa luôn cái đầu 27 vào này. Rồi chúng ta xoay cho đúng chiều nhá. Đó, chiếc van này chúng ta cho thẳng vào với cái báng súng này. Thẳng vào cái báng súng này, xuống đến van này. Đấy, vị trí check sang bên phải này chúng ta sẽ để bơm cồn này. Và cái góc bên trái, bên phải này. Đây, góc bên này. Chúng ta sẽ để đấu dây điện nhá. Đó, sẽ đấu như hình này. Rồi, về cơ bản thì mình đã làm xong rồi. Tiếp theo là đó mình là đấu dùng IC nhá. IC thì cách đấu dây điện như nào thì nó khá là lằng nhằng đấy. Nên các bạn cần phải biết cách đấu nhá. Cách đấu thì mình để link cách đấu để ở dưới phần mô tả nhá. Video trước thì mình đã chỉ các bạn cách đấu con IC này rồi, IC của bếp ga này. Đó, sau đó mình sẽ lồng vào trong một chiếc cốc như thế này cho nó gọn, sau đó xem mình sẽ bắt nó lên trên này nhá.
Ba trên này phải đấu dây điện và hai con ốc vít vừa nãy nè. Mình sẽ lồng vào cho nó gọn vì nó khá là nhiều dây, nhìn khá là rối nè. Và vật có súng thì mình sẽ sử dụng là cái này, cái núm đề của xe máy nhá. Núm đề của xe máy này, nó sẵn sàng ra cắm đây rồi này. Nó rất là gọn luôn. Đấy, núm đề này. Đấy, bóp vào này sẽ tiếp điện này. Và nhà ra thì không có điện này. Nó rất là nhỏ gọn. Đến núm đề xe máy nhá, 15.000 này. Nó rất khá là rẻ rồi. Rồi, và hai dây điện thỏ ra mình đấu sẵn vào đây rồi. Rồi đấu vào phần hai con ốc vít này. Đó, hai dây ra này. Và phần cò đây. Mình sẽ gắn nó lên trên này, bắt vít nó vào đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn bộ phận bơm hơi ở trên này. Sau đó là luồn một đoạn dây vào chiếc van xe đạp này. Sẽ mở cái van này ra. Van này sẽ để lấy hơi này. Khi mà bắn thì cái van này nó sẽ không bị đẩy hơi ra đâu nhá. Lưu ý là nên khi bắn nên khóa cái van này vào này. Đó, bắn phải khóa cái này vào. Rồi còn về phần cuối cùng đó là phần nòng súng này. Các bạn có thể dùng cho mình là ống 21 này để bắn cũng được nhá. Hoặc là dùng cho ống nhỏ hơn là ống bé. Cái này thì mình dùng bắn bi bánh trước xe đạp ấy. Nên mình sẽ cần một đầu thu nữa. Đầu thu này đầu thu tự chế nhá. Là một miếng nhựa này. Các bạn khoét cho mình cái lỗ bên trong to ra. Và đầu bên này thì để vừa với cái nòng súng con này thôi. Đó. Không, cho nó đút vào là vừa khít luôn. Cái đầu này thì nên ra nó ra. Đánh tè cái đầu này ra. Đó, để lắp vào thì nó không bị tuột ra. Và đây thì mình sử dụng ống nhôm này. Cho nên là khi mà chúng ta cho đạn vào ấy, thì nó sẽ trôi vào đôi thi. Nó trôi vào trong nòng và trôi xuống bầu luôn. Nên đầu này chúng ta cần phải bóp nó nhỏ lại một chút. Đối với các bạn bắn bi via thì không nói gì, nhưng đây mình bắn viên bi sắt ở bánh xe đạp ấy, nên đầu này sẽ bóp nó vào một chút. Sau đó là quấn bằng dính và cho ít nam châm vào đây. Để khi mà viên đạn chúng ta cho vào nó trôi đây nó dừng luôn rồi. Hoặc nó nam châm ấy, khi mà chúng ta dốc xuống dốc lên ấy, nam châm nó sẽ giữ nó đứng yên ở đây nhá. Nó không bị trôi ra. Đó, đây là cách để cho đạn đứng yên ở một chỗ và không bị rơi ra. Đấy, dùng nam châm nhá. Rồi các bạn đập dập bé vào cho mình như hình nhỉ. Đó, khi mà thả viên bi vào này thì nó sẽ không bị rơi ra nhá. Đó, đứng yên luôn này. Mình dốc ra này. Đó. Cái này thì bi sẽ không chui vào trong nhưng nó sẽ chui ra nhá. Nên sẽ dùng nam châm vào đây, quấn vào đây. Đấy, để cho bi nó đứng yên ở đây. Mình xin kết thúc tại đây nhá. Video sau thì mình sẽ test cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái súng này cho các bạn coi nhá.